yêu Ngài dành cho con, Chúa ạ. Cảm tạ Chúa vì Ngài yêu cho con quá lớn lao, Chúa ạ. Ngài yêu chúng con, ôi nuôi dưỡng chúng con là hình tượng Ngài. Ngài yêu chúng con đến lỗi mà khi chúng con đang chết vì lỗi của mình, Chúa ạ. Ngài đến thế gian này, ôi Chúa ơi, để chết thay chúng con, mà chẳng phải chết thay bình thường đâu, Chúa ạ. Nhưng chết thay cách nhục nhã trên thập tự giá, Chúa ạ. Ngài chết cách đau đớn, Ngài chết cách cô đơn, Chúa ạ, trên thập tự giá cho của chúng con. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa tình yêu Ngài. Cảm tạ ơn Chúa, ô vì lòng nhân từ thương xót của Chúa, ô chúng con trời, ô lạy Chúa, Chúa yêu Ngài. Ô ra sai cả đã ba ra sai cả đã bao đưa ô lô lô cả đời chúng con và ngàn ngàn mãi mãi đời đời sau này, Chúa ạ, Chúa nói Chúa yêu Ngài, Chúa ạ, lòng Chúa yêu Ngài. Ô lời nói chúng con, Chúa nói Chúa yêu Ngài. Ô và công việc chúng con, Chúa ạ, chúng con cũng thể hiện ra Chúa yêu Ngài, Chúa ạ. Ô ra sai cả đã ba ra sai cả đã bao đưa ô ra bê ra sai cả ba. Ô Chúa ấy chẳng phải là ngày ít. Ô chúng con yêu Ngài trước, ấy là Ngài đã yêu chúng con trước, Chúa ạ. Ngài yêu chúng con từ trước khi sáng thế, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài. Ô la sát ca đao, Ngài tình yêu của Chúa cũng bao phủ trong chúng con, trên chúng con luôn luôn, Chúa ạ. Ngài tình yêu của Ngài nhấn chìm chúng con. Ô nhấn chìm tất thảy mọi nan đề, ô thử thách khó khăn mà chúng con đang trải qua, Chúa ạ. Cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa. Emmanuel là danh thánh của Ngài. Emmanuel, Đức Chúa cùng với chúng con. Hallelujah, nếu Ngài đã giúp chúng con thì ai có thể đi cùng chúng con được, Chúa ơi. Ôi, Ngài đã không tiếc con một Ngài, và vì cớ chúng con hết thảy mà phó con đó cho, thì Ngài chẳng tiếc mọi sự cùng con đó đâu, Chúa ạ. Cho nên cảm tạ ơn Cha, cho nên cảm tạ ơn Cha yêu dấu chúng con. Shakadabar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 
trong mọi thế lực. Chúng con làm mọi sự nhờ đấng ban sức chúng con, Chúa. Hallelujah. Ô Ngài trong chúng con, ô và chúng con trong Ngài, Chúa. Ô đã sai chúng con là chiên của Ngài và không ai cướp đổi chiên đó theo bàn tay Ngài đâu, Chúa ơi. Hallelujah. Cảm ơn Cha, cảm ơn Cha. Ô là sai cả đa ba, cảm ơn Chúa. Chúng con vui mừng vì không những các quỷ phục chúng con đâu, Chúa, mà tên chúng con được ghi trong sách sống đời đời của Ngài. Hallelujah. Chúa ngợi khen Cha, Chúa dâng Cha một sự cảm tạ và thánh vinh hiển, Chúa. Xin Chúa chúc phước cho trường thần học nước trời của Ngài, Chúa. Ô hãy bày tỏ cho chúng con, Chúa, những bí mật và sáng tạo, Chúa. Hallelujah. Ô con cầu xin Chúa trời của Chúa Jesus Christ là Cha vinh hiển ban cho mỗi anh chị em chúng con, ban cho tất cả những học viên trường này, Chúa, thần trí sự khôn sáng tỏ ra để nhận biết Ngài, Chúa. Hãy soi sáng con mắt của lòng họ, hầu cho biết điều trông cậy và sự kêu gọi của mình là thế nào, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ làm sao, và biên quyền vô hạn của Ngài đối với ai có lòng tin ở đơn dương nào, trời, trong danh của Jesus. Hallelujah. Ô là sa ca là những thánh chúa dân ra chúng con, trường này trường của Ngài, Chúa ạ. Nên tất thảy mọi sự giảng dạy ở đây đều từ Ngài đến, Chúa ạ. Hallelujah. Chúng con hạ mình xuống, ô chúng con chỉ là bụi đất thôi, Chúa ạ, cho những bệnh chân của Ngài để lắng nghe lẽ thật từ nơi trong thiên thượng, từ mỗi ân điển của Chúa Cha. Hallelujah. Hãy phán chúng con, ô là sa ca đa ba la, hãy gây dựng chúng con, ô trong lẽ thật của Ngài, hãy gây dựng chúng con, Chúa ạ, ô trong tình yêu của Chúa Cha chúng con với thiên bình, cho cảm tạ Cha. Ô giờ đây chúng con ô hướng lòng hoàn toàn với Cha, Chúa ạ, ô mở hết lòng ra, mở hết não óc bộ ta, Chúa ạ. Ô Rasaka da Barabara Rasaka, ô để tiếp nhận tất cả mọi sự mê ngà trong danh Chúa Jesus Christ Shaka da Barabara, ô nhân danh Chúa Jesus Shaka da Barabara, ô Rasaka da Barabara, anh trai ta đã công bố quyền tài trị Chúa Jesus Christ nơi đây, đã công bố sự tài trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời tại nơi này và thánh linh của Ngài Shaka da Barabara Rasaka sẽ chữa lành của Chúa Trời. Ô Rasaka trong danh Chúa Jesus Christ, ông đuổi hết tất cả tà thần, tất cả ảnh hưởng mãi trong xanh Chúa Giêsu, xài bỏ tất cả tư tưởng ở đây, học viên ở đây, nhân danh Chúa Giêsu Shakadabai, lui sang Shakadabai Rosakadabai Mirasaka, Hallelujah, Ora Shakadabai Shakadabai Ora Shakadabai Bubube, Chika Dabara Shakadabai, Hallelujah. Ô Shakara thôi, chữa lành dân sự Ngài trong danh Chúa Giêsu, ta lại tất thảy ô mọi tế bào của thân thể chúng ta hoạt động thật tốt. Shakara bạn ơi, Chúa trời muốn chữa lành ai đó bị đau ở bàn tay trái trong danh Chúa Giêsu, ô ta giải phóng chữa lành Chúa trời bên trên bàn tay này, giải phóng sự chữa lành Chúa trời bên trên bàn tay trái này trong danh Chúa Giêsu. Shakara bạn ơi, ta em chờ ô la ba ba bu bu bu, ô la Shakara bạn đi rồi, ô từ khuỷu tay, ô đến đỉnh đầu, ai đó đang bị đau buốt trong danh Chúa Giêsu, ta công bố chữa lành Chúa trời. Ô la Shakara lui ra, sự đau đớn, mọi sự đau buốt lui ra, Shakara để mẹ đầu bàn tay.
tay của Chúa Trời. Ô cái đầu của Chúa Trời. Shakadabala sakadabal. Ô sao rằng mày không muốn quên cái chuyện đó trong danh Jesus. Ô nước trời đến đây rồi. Nước trời đến nơi rồi. Và thẩm quyền tuyệt đối của Ngài. Hallelujah. Ô chúng ngợi khen Chúa. Ô chúng con trong sức mạnh toàn năng của Ngài. Chúa cất ân điển Chúa. Ô ra xa để lắng nghe lời của Cha. Cảm tạ ơn Chúa. Ngợi khen Ngài. Vì Ngài yêu và phục vụ chữa lành cho chúng con. Hallelujah. Biết dạy cho Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Ngày nay chúng ta tiếp tục đoạn bài giảng của trường thần học nước trời về nước Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta biết nước Đức Chúa Trời là một khái niệm mà từ trước tới nay sao rất nhiều người giao giảng nhưng mà không đầy đủ anh em ạ. Bởi vì không biết tại sao không? Không phải là bởi tại họ kém, anh em, họ là người rất chăm chỉ, những người rất là sức giàu, nhưng có những cái dấu ấn về sự bày tỏ kỳ cuối chỉ được mở ra khi nào? Kỳ sau lốt thôi, anh em ạ. Và đặc biệt là khi mà chúng ta yêu lẽ thật, chúng ta hướng tới lẽ thật, chúng ta coi lẽ thật là tất cả, chúng ta sẵn sàng hy sinh tính mạng chúng ta và cả đời chúng ta nữa, anh em, tất cả mọi cái gì ở trên đời này để hướng về lẽ thật chứ trời. Ôi, kinh sợ Ngài đó. Kể cả chúng ta ngã, chúng ta luôn hướng vào Ngài, luôn bám chặt với Ngài để kêu cầu Ngài, ô, để thay đổi đời sống của mình. Trong tiềm thức chúng ta đấy là đặt Đức Chúa Trời ở vị trí số 1 luôn luôn trong hoàn cảnh. Amen. Amen. Trong mọi thời, mọi lúc, trong mọi điều kiện, bất chấp điều kiện nào, Đức Chúa Trời là số 1. Có thể trong giây phút yếu đuối nào chúng ta có thể ngã, nhưng chúng ta nhớ là ô lẽ thật nó giải phóng chúng ta và chúng ta hướng tới điều đó, đó là tình yêu lẽ thật. Amen. Amen. Và khi yêu lẽ thật thì Đức Chúa Trời đảm bảo chúng ta điều gì anh em biết không? Đó sự bày tỏ của Chúa Trời. Amen. Sự bày tỏ tạ ơn Chúa của chúng ta trong hội thánh sứ đồ, hội thánh sứ đồ mà sứ từ đây ra sứ đồ anh chị em ạ. Những sứ đồ đầy quyền năng của Chúa Trời đấy. Hallelujah. Chẳng phải là chúng ta tự lập đâu anh em, mà Đức Chúa Trời đã gọi lập chúng ta, Ngài chọn chúng ta từ trong lòng mẹ rồi, Ngài chọn chúng ta từ sáng thế rồi. Amen. Amen. Và những sự bày tỏ của Đức Chúa Trời không những qua lý thuyết đâu anh em ạ. Chúng ta xem lý thuyết là một chuyện rồi, nhưng sự bày tỏ của đại sứ quán Đức Trời, hội thánh nào mà có đến hàng chục nghìn người mà là kiểu nghiện ma túy, bia rượu thuốc lá không? Không. Nếu mà các hội thánh không có thì có được 100 người là nhiều rồi. Bên làm sao có thể có hội thánh nó có đến hàng chục nghìn người? Alo, hàng chục nghìn người là ma túy, bia rượu, đi điếm hay là cướp giật hay là nhân viên an ninh, sĩ quan, đảng viên đảng cộng sản cũ ngày xưa, thì các thứ bây giờ họ trở thành những vĩ nhân trong Chúa Trời. Amen. Quyền năng Chúa Trời giải phóng họ thế nào, nước trời bày tỏ cái mạnh mẽ như vậy, tố lộ như vậy. Amen. Amen. Vào ngày hôm nay, vào thứ ba của cái tuần lễ này là chúng ta học về sự khẳng định nước trời. Sự khẳng định nước trời, nước trời phải là khẳng định trên đất. Amen. Tại sao như vậy? Mục đích của Thiên Chúa là khẳng định vương quốc của Ngài trên đất cũng như trên trời. Chúng ta biết ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9 câu 10 mà Chúa Giê-xu Ngài dạy con cái của Ngài cầu nguyện đó. Nhớ chưa? Chúa nói là hãy các ngươi cầu nguyện như vậy này: Lạ Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Amen. Chưa có chuyện là cầu nguyện nào cho con hôm nay đón lùi ngày đã bỏ hết, lại loại hết. Yêu đến thật đấy, đặc biệt là không ơ Chúa ơi giải cứu con vội, ơ Chúa ơi thế nào thế kia. Từ từ, giải cứu là chuyện bình thường, nên đừng có tìm sự cứu lỗi vội. Amen. Mà tin Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Amen. Amen. Đấy là đức tin thật đấy. Chúng ta ở đây sẽ học đức tin thật và những đồ thật anh em ạ. Với song sự chọn lành của lẽ thật, có thể là những đẳng cấp khác nhau, bởi vì là có hàng ngàn bài học ở trong cái trường học này, mà cái trường học này sẽ mở rộng ra hàng nghìn bài học tiếp theo anh em ạ. Hàng nghìn, nhiều nghìn, nghìn bài học tiếp theo. Đầu tiên tôi xác định có thể là 3.000 bài học, nhưng đến khi mà cứ theo thời gian, ô mình nhìn thấy ô có khi lại thêm vài trăm bài học nữa, thêm vài trăm bài học nữa, vài trăm bài học nữa. Có khi đến khi em học, anh học xong học cả đời vẫn không hết được anh em ạ. Mà luôn luôn có sự bài học mới, chứ không phải nhai đi nhai lại suốt ngày mấy cái giáo lý ở đâu đến đâu anh em ạ. Quay đi quẩn lại mấy cái thứ ở cổ đô sĩ thời ở đâu, mà tất cả vẫn trên lời Chúa Trời, nhưng trong sự bày tỏ mới lạ của Chúa Trời, trong một phong cách mới của Chúa Trời,
Amen. Amen. Hãy xem lại cái đoạn kinh thánh mà Chúa Giêsu ngài dạy chúng ta. Là cha chúng của trên trời, tức là tất cả mọi sự chúng ta là hướng về cha thiên thượng. Amen. Amen. Trong sự thờ cúng và tôn nghiêm là cha chúng con ở trên trời. Tức là trong cái bài học, trong cái lời cầu nguyện đến Chúa Trời dạy chúng ta rất tuyệt vời, anh em ạ. Để tất cả mọi sự chúng ta đều hướng về Đức Chúa Trời đầu tiên hết đấy, đầu tiên trước nhất, trước nhất đấy, trong tiềm thức của mình đấy, trong ý thức của chúng ta đấy, nữa, trong tâm trí của chúng ta, trong động cơ tâm lòng chúng ta đấy, hướng về là cha chúng con ở trên trời. Amen. Là cha chúng con ở trên trời, tức thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời, thẩm quyền tuyệt đối của ngài trong lĩnh vực trong đời sống chúng ta. Amen. Amen. Dù con người có muốn hay không muốn, phủ nhận hay không phủ nhận, tin không tin, mặc kệ, Đức Chúa Trời luôn luôn làm chủ trong hoàn cảnh. Amen. Amen. Tưởng như con người có thể là có quỷ ở đó làm chủ hoàn cảnh họ, vì họ không tin, họ vô tín, họ không chấp nhận Đức Chúa Trời, tưởng như họ đang làm chủ, thực sự là ma quỷ đang chủ kẻ đó, và kết cục ma quỷ trong hồn đời đời, và tưởng như cái kẻ ác mà không tin Chúa đó nó làm được cái chuyện là không tin Chúa được một thời gian, tưởng như là ý của ma quỷ được thực hiện một lúc nhưng chỉ tạm thời mà thôi. Amen. Để cuối cùng nó bị diệt tan thành như phân bón. Hãy xem, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta là danh cha tôn thánh, nước cha đến, ý cha nên ở đất như trời. Đó, cái chuyện mà Đức Chúa Trời ngài dạy dỗ chúng ta cầu nguyện, và đấy cũng chính là sứ mạng của chúng ta đấy, mà chúng ta đã được học ở trong cái bài học mà thì ạ, đọc nào, chương trình của Đức Chúa Trời cho con người đấy. Amen. Amen. Alo. Chương trình của Chúa dành cho con người thì sự kêu gọi vĩ đại của Chúa dành cho mỗi con người nói chung là gì ạ? Quản trị. Anh chị em. Quản giống ngài. Sống Đức Chúa Trời ở trong, ở ngoài và quản trị, rất đơn giản thế thôi. Chính vì sống Đức Chúa Trời ở trong, ở ngoài và quản trị muôn vật đấy, thì cái chuyện chúng ta đi rao giảng cái này nó chỉ là hệ quả của sống ngài thôi. Amen. Vì mong muốn của Chúa đấy là lan truyền cái hệ thống giá trị của ngài, bản tính của ngài lên khắp tất cả các sáng tạo này. Amen. Đức Trời đã từng bị mất một phần ở dưới thế gian này, ở trong cõi sáng tạo bị lu mờ bởi sự phản loạn của Lucifer. Amen. Và khi Lucifer xuống dưới bị quẳng xuống tầng trời dưới và Chúa tách tầng trời trong sáng thế ký chúng ta đã học đó, thì sao? Thì nó lại làm lũng loạn ở cái thế gian nữa, làm cho vinh hiển Đức Trời bị lu mờ giữa con cái đời người. Nhưng Chúa Giêsu ngài không bao giờ chịu thua. Amen. Vì Đức Trời là Chúa mà của các tầng trời, Chúa của thần của nền đất, Chúa của thời gian không gian, Chúa của mọi hoàn cảnh. Nên Đức Chúa Trời chúng ta đã học hết rồi là hoàn ngài sau, ngài có chương trình khôi phục lại nước của ngài. Amen. Chúng ta biết chương trình cứu chuộc Chúa Giêsu đâu. Amen. Khôi phục nước của ngài trên đất. Và đấy, trong trái tim của Chúa Trời đó là nước ngài được phục hồi ở trong tất cả mọi tạo vật và có sáng tạo. Amen. Amen. Vì thế mà cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là như vậy. Và nước trời trong người sinh lại trên cao là có rồi, có chưa? Chúa Giêsu ngài không từ bỏ nước trời, anh em ạ. Amen. Mà Chúa Giêsu, ai đó cứ tưởng là Chúa Giêsu ngài rời khỏi ngôi ngài trên trời, có đúng, ngài rời khỏi, nhưng ngài mang nước trời từ cái tầng trời xuống dưới đất. Amen. Vì nước trời, chúng ta đều mình nghĩ nước trời là gì? Đơn giản thôi, là tất cả nơi đâu mà Đức Chúa Trời là nước trời. Amen. Mà Đức Chúa Trời là gì? Là bản tính và hệ thống giá trị của ngài. Ngài thần mà, ngài thân vị mà. Vậy thôi, thì đến khi mà con cái chúng ta tin nhận ngài, ăn năn chúng ta sinh lại ở trên cao đấy, đó, thì cứ xảy ra trong thần linh chúng ta được sinh lại. Amen. Thể xác này, linh hồn này và tâm thần, thì tâm hai phần này là hai phần chết mà các tôn giáo, các đạo giáo, đạo tin lành, đạo tin chúa giáo, đạo công giáo, đạo phật, đạo khổng, đạo cộng sản, đạo đủ các loại đạo trên thế gian này, nó đang muốn làm hoàn thiện con người này, những con người này, nhưng nó không thể hoàn thiện nổi, và kết cục là trong hồn đời đời. Amen. Và Chúa phải đưa đến
một cái cách mạng thuộc đồ, đó là sinh lại con người mới, tức là con người thuộc linh này được sinh lại, còn thứ ba là được sinh lại và thánh linh của Chúa vào trong đó, tức là nước Đức Chúa ở trong lòng con người rồi. Amen. Và bây giờ cái chuyện khẳng định nước trời phải như thế nào? Sự khẳng định nước trời phải thể hiện là trong chúng ta. Amen. Và qua chúng ta. Amen. Cái chuyện Đức Chúa Trời ngày làm với chính Ngài, chuyện Đức Chúa Trời ngày làm với thiên sứ của Ngài, chuyện Đức Chúa Trời ngày làm cái gì với thiên nhiên, đấy là chuyện của Ngài. Còn đây chúng ta học cho ai? Học cho chúng ta. Amen. Để chúng ta áp dụng đời sống của mình. Vì thế nước trời được khẳng định đấy là phải qua đời sống của những người tin Chúa. Amen. Là bên trong đấy. Và thứ hai là tức là trong đời sống của tin Chúa, xin lỗi, và bắt đầu qua đời sống của họ. Tức là trong thời gian đó, tức là trong thời gian. Amen. Amen. Trong thời gian. Chúng ta hãy nhớ như vậy. Để ý muốn của Chúa Trời đó. Để sự kêu gọi của chúng ta, dù nó lớn hay nhỏ thế nào, mặc kệ, nó vẫn cứ quay quẩn lại ở cái điều đó thôi. Đó khẳng định Chúa Trời giống lại cả trong và ngoài và quản trị muôn vật. Hay nói cách khác, đó là gì ạ? Khẳng định cái nước đấng Chúa Trời đó ở trong đời sống của mình, tức là giống Ngài đó. Và ra thế gian, tức là quản trị nó. Hai khái niệm này là như nhau. Amen. Giống Chúa ở trong, ở ngoài để quản trị muôn vật, như Sáng Thế Ký nói. Và cái khái niệm của con người, sự kêu gọi, sứ mạng, cũng như là khẳng định nước trời ở trong đời sống mình và qua đời sống mình đến thế gian là một. Amen. Hallelujah. Vậy chúng ta xem cái phần thứ nhất là sự khẳng định nước trời ở trong đời sống tín đồ thì như thế nào. Để nước trời và mọi phước hạnh của nước ấy được thể hiện và khẳng định trong đời sống bạn thì bạn cũng cần biết những luật pháp của nước trời. Amen. Amen. Chúng ta biết nước trời được thể hiện đi vua trời, đúng không? Luật pháp của nước trời, lời Chúa đó. Đặc điểm nước trời chúng ta học rồi, đúng không? Thần dân của nước trời, chính phủ nước trời, công việc ảnh hưởng nước trời rồi. Chúng ta xem là luật pháp của nước trời. Tại vì nước trời là gì? Nó là tập hợp đời sống của Chúa Jesus Christ và những nguyên tắc luật lệ của nước mà Ngài đã rao giảng. Tại vì chúng ta có thể chưa hiểu luật pháp của Ngài thế nào. Thì bây giờ ai hả? Tập hợp lại đời sống Chúa Jesus. Vì không ai biết được nước Chúa Trời ở đâu để mà xem luật pháp của nước đó thế nào. Thì đã ơn Chúa, nước Chúa Trời thì đã chọn, đã sai con Ngài xuống thế gian rồi. Amen. Amen. Ở trong cái hình hài của con người, nói ngôn ngữ của con người, có thể sát con người, có sự đồng cảm với con người để đánh đồng chúng ta đó, để tỏ ra cho con người biết được Đức Chúa Trời ngày nghĩ gì, ngày mong muốn gì. Amen. Ngày làm ta sao, ngày hành động thế nào đó. Vì đến Đức Trời là tập hợp của tất cả đời sống Chúa Giêsu trên đất này anh em ạ. Đơn giản thôi. Và chúng ta phải nhìn là nhìn thẩm thấu sâu vào qua Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu và qua Ngài. Amen. Amen. Nhìn điều đó như là chứ đừng có mang phải một cái tội nguy hiểm như là Philip đã từng hỏi đấy. Ô lạy Chúa, ôi, đi với Ngài lâu quá thì thôi Chúa ơi, Ngài tỏ cho cha chúng con được rồi. Chúa Giêsu bảo, wow, sao? Ta ở với ngươi bao nhiêu năm nay rồi mà ngươi không thấy nào? Ai nhìn thấy ta là nhìn thấy ai? Cha. Nhìn thấy cha. Ta với cha là một mà. Tức là nhiều người đến giờ đấy, anh em ạ. Nhiều người đến bây giờ, họ vẫn sống trong cái tiềm thức của quỷ tôn giáo, anh em ạ. Ta nói chuyện ở đâu đâu, tức là trên mây trên gió, ở chỗ nào đó. Họ không biết được nước, nói chuyện ở trong cái người đó. Anh em ạ. Những hệ thống giá trị, nước Chúa Trời đấy, và nước Chúa Trời bày tỏ ở trong con người nào đó. Thí dụ như là tôi nhìn thấy Đức Chúa Trời Chúa Giêsu ngày đi lại ở trong ông Sunday. Ví dụ như cái tuần lễ kiên cầu nguyện vừa rồi trên cái app mà chúng ta học đó anh em ạ. Thì trong cầu nguyện và tôi nhìn sự thi hiện thấy là Chúa Giêsu đi lại ở trên sân khấu, ngày đi ở trong ông Sunday và có cái lời mặc lệnh ấy là ăn thịt Chúa Giêsu và uống huyết Ngài. Xong tôi ôm luôn tân Sunday ở trong thần linh, tôi nhắc ăn thịt luôn anh em ạ. Trong thế thần linh ấy là ăn thịt của Chúa Giêsu, ăn lời của Ngài, lẽ thật của Ngài. Như vậy thôi. Amen. Tức là chuyện đấy rất là hiện hữu anh em ạ. Nước trời hiện hữu hơn cả sự tồn tại của bạn.
Bạn tưởng bạn hình như bạn sờ tay sờ chân bạn, nhưng tôi nói bạn biết nước trời còn hiện hữu hơn cả sự tồn tại của bạn nữa. Amen. Còn kẻ vô tín, cái kẻ mà mù, đuôi mù, lõa lồ trong tâm thần đấy anh em ạ, thì không nhìn thấy điều đó. Nó không nhìn thấy điều đó vì là óc họ là ngắn cốt anh em ạ, họ không hiểu nổi, vì ngắn quá mà sao hiểu nổi. Nên cần phải dài ra, mà muốn dài ra phải để nước trời động chạm đến và ăn năn tiếp nhận ngài, thì cái óc họ mới được dài ra được. Amen. Lòng họ và lương tâm họ mới được ok lại, để họ không còn vô ơn quên ơn của đấng tạo hóa cho mình. Amen. Nước trời như vậy, khi mà chúng ta xem chỉ có sự kết hợp này, những thành phần chỉ có sự kết hợp những thành phần này mới có khả năng sống trong nước trời. Sự thực hiện trước của luật pháp mà không có sự sinh lại từ trên cao, không có sự tiếp nhận thánh linh sự sống là hình thức, là giáo điều, là tôn giáo. Nếu như Thiên Chúa hài lòng với kiểu quan hệ như thế với con người thì ngài không cần phải có của lễ Chúa Giêsu rồi. Và quả thật là không thể thực hiện được quả mạng lệnh của Chúa mà không có trong mình sự sống và quyền năng của ngài. Mặt khác, sinh lại từ trên cao và trà đạp các định luật của cuộc sống mà vua đã khẳng định, đó là sự gian ác và tội lỗi. Nhiều người họ cứ tưởng là ô chỉ cần đọc lời Chúa đủ rồi, học luật pháp thế là đủ rồi, tự mình làm theo. Anh em có gặp mọi người bao giờ không ạ? Đây thôi, chưa làm được đâu. Nhiều hội thánh con cái Chúa tôi gặp, tức là họ bảo học luật thuộc lời Chúa, học thuộc lời Chúa, học nhiều lắm, xong làm theo chưa được cái gì cả. Các nhiên viên an ninh không học thuộc lời Chúa anh em ạ, nhưng làm theo bằng sức của mình cũng được. Cái nỗ lực sức mình là một chuyện thôi, là mình phải có, không có đó thì không phải tin Chúa thôi, không phải là sự theo ngài thôi. Amen. Nhưng cái chuyện quyết định tối cần đó là sự sinh lại trên cao, đó là sự đi trong thánh linh và quyền năng của ngài. Amen. Nhờ cậy hoàn toàn vào Chúa Trời, nhờ cậy, cái sự nhờ cậy có nói sức lực của mình không ạ anh em? Có chứ, đừng có tưởng ai nhờ cậy tức là tôi không phải mất sức, tôi phải cậy đến sự buông thả chứ sự nhờ cậy anh em ạ. Amen. Amen. Tại nhiều người hôm nay đấy, họ vẫn khái niệm sai về sự trông cậy của Chúa Trời với sự ỷ lại vào ngài. Hai khái niệm khác nhau, trông cậy vào ngài khác hẳn với sự ỷ lại vào ngài, khác hẳn sự buông thả và ỷ lại vào ngài. Amen. Tôi mặc trôi số phận đấy, đức tin đâu phải như vậy. Chúng ta học bài học đức tin rồi, đức tin đâu không phải là sự mà số phận thôi Chúa quyết định theo là vậy tôi mặc kệ, phải xem tại sao quyết định như vậy. Amen. Chúa định như thế nào, các đường bước ra sao, trong lúc mà chúng ta cầu nguyện cho tìm kiếm Chúa, Chúa sẽ tỏ cho chúng ta điều đó. Và nếu sinh lại thì trên cao rồi, ai hỗ trợ của tôi được sinh lại từ trên cao rồi, tôi đã tạo vật mới rồi, ok. Nhưng mà nếu mà đã là tạo vật mới của Chúa mà còn trà đạp cái luật pháp của nước ngài thì đấy là một sự gian ác. Amen. Đúng lời Chúa có phán, phàm ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Nhưng lời Chúa cũng phán tiếp, phàm ai kêu cầu danh Chúa thì phải tránh mọi điều gian ác. Amen. Amen. Phải đọc Kinh Thánh trong sự toàn vẹn như chúng ta học về Kinh Thánh rồi. Amen. Cách đọc Kinh Thánh như thế nào rồi? Phải đọc một sự toàn vẹn của Kinh Thánh, chứ phải đọc một cái phần mà mình thích. Nhớ nhé, đừng bao giờ đọc cái phần Kinh Thánh mà mình thích, mình sướng. Tại vì như thế, đấy là dấu hiệu của sự ích kỷ, dấu hiệu của egoism, dấu hiệu của sự ích kỷ. Mà ích kỷ thì thôi, hoàn toàn là kẻ thù của Thánh Linh Chúa, hoàn toàn là kẻ thù của tình yêu thương. Amen. Amen. Thí dụ nếu ai đó ở tại Việt Nam này mà sống theo luật của nước Ukraine cho đất Mỹ chẳng hạn, thì sao? Chẳng bao nhiêu họ sẽ có vấn đề với họ nữa. Nếu mình là người, ví dụ bạn người Việt Nam thôi, bạn Việt Nam đi, bạn sống ở đâu? Đất nước Ukraine. Nhưng bạn lại sống theo luật của nước Việt Nam này, tại Ukraine, bạn có họ được không ạ? Không. Không. Luật của nước Việt Nam khác với luật của nước Ukraine. Chẳng bao lâu họ bạn sẽ bị vấn đề này. Thí dụ như Việt Nam ấy là có một rừng luật, nhưng mà khi áp dụng thì người ta hãy dùng đến luật rừng. Anh em ạ. Thì cái chuyện thí dụ như là ở Việt Nam ấy, họ cứ đi qua đường này, ngay 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 chẳng hạn. Xe cộ ấy cứ chạy qua đường, chẳng có đèn xanh đèn đỏ cả. Đèn đỏ cũng vẫn cứ đi ở mầm mầm này. Hay là tham nhũng thoải mái, họ hét quát dân phải sợ rồi.
Nhưng ở bên này làm gì có chuyện thế? Bên này làm sao có chuyện đi con đường lung tung được? Nói thôi mà xe mà có đâm một tai nạn mà có chết người ấy, thì cái nạn nhân là phải chịu, đúng không ạ? Chứ không như Việt Nam cứ là người cứ xe lớn, xe ô tô mà đâm xe máy thì là xe máy thua, mặc kệ, mà xe máy cứ đi đúng mặc kệ. À xin lỗi, là ô tô thua, cứ thằng to là chịu. Xe ô tô mà đâm người đi bộ chẳng, mà người đi bộ sai thì ô tô cứ đi bộ, người đi bộ nó sao lại trả lời đúng. Đó là những luật của Việt Nam rất là quái đản, anh em ạ. Bởi sao? Bởi vì cái dòng giống đó đã ngộ nhận mình là dòng giống của quái thai, là gì ạ? Rồng và tiên, bọc trăm trứng mà trăm trứng tức là nó sự quái thai. Nên vì thế nó có những cái đạo luật hay nó có những cái cách sống rất là quái đản, y theo cách sống của rồng và tiên vậy, của Lạc Long Quân, Âu Cơ đấy. Nghe thì có thể kêu tưởng như mõ, kêu nghe về đầu tiên kêu như mõ, thế nhưng bắt đầu sử dụng đến lương tâm và lý trí của con người thì bắt đầu mới thấy sự ghê tởm của bản thể. Amen. Tạ ơn Chúa. Ngày xưa rồi là anh kể như vậy, rất là thích về chuyện đầu tiên, đã thì vẽ con rồng mơ ước sao cái chuyện đấy. Nhưng khi mình đi Chúa mình mới thấy ô sao nó kinh tởm như thế này. Nên vì thế mà mình đi bút trong bụng tất cả những kẻ nào mà hiện tại nó không đồng ý với cái lời của tôi, vì tôi đã từng ở trong cái tình trạng như vậy nên tôi biết suy nghĩ của họ. Cũng như vậy, bạn không thể tiếp tục sống theo các luật lệ của vương quốc tối tăm nếu bạn đã trở thành công dân nước trời và muốn sống trong đó. Amen. Ngày trước chúng ta đã từng sống ở trong vương quốc tối tăm. Amen. Của các đạo giáo, tôn giáo hoặc tôn giáo kia. Đó, chúng ta sống trong sự tối tăm, làm những công việc tối tăm mà lại cứ tưởng là mình là sự sáng. Cứ tưởng thôi, vì trong sự lầm lạc. Nhưng khi mà chúng ta trở thành công dân nước Đức Chúa Trời đó, công dân vương quốc sáng láng đó, thì sao? Thì nếu mà còn tiếp tục làm công việc tối tăm đó, thì chứng tỏ sẽ làm sao? Hoặc là vào tù, hoặc là bị cắt quyền công dân, vậy thôi. Nó sẽ khổ như ta ở nơi đó. Mình không có chuyện là vì thế mà nếu mà anh em chúng ta mà cứ vỗ ngực rằng tôi là hội thánh của Chúa, tôi là tin Chúa, nhưng mà vẫn tiếp tục làm công việc tối tăm, làm tiếp tục công việc mà trước đây chúng ta làm trong tội lỗi, anh em ạ, thì hãy xem lại đời sống của mình. Đừng cầu thả. Thiên Chúa đã thiết lập ra những luật lệ tốt lành mà sự thực hiện chúng mang lại sự an toàn, phồn vinh và thịnh vượng, giúp tránh được những nan đề thế gian đang chìm đắm trong tội lỗi. Thiên Chúa có trách nhiệm để những người làm theo ý muốn Ngài, tức là công dân chân chính, tuân thủ luật pháp nước trời để nhận lãnh các phúc lợi của vương quốc Ngài. Nhiệm vụ của bạn chỉ cần nhận biết ý muốn Chúa và làm theo thôi. Bằng cách ấy, bạn công bố về sự tuân phục vua của mình và bạn hành động trong sự thống nhất với Ngài. Mà nếu Chúa vừa giúp bạn thì ai có thể đi cùng bạn được? Amen. Hãy đọc sách Truyền Đạo 8 năm đi. Tấn điền Chúa chống. Ai tuân theo lệ người thì chẳng có sự tai nạn, và lòng người khôn ngoan thì biết thì thế là phép lạ. Những câu đó ở chúng ta muốn học, chúng ta biết thời điểm của mình, thời kỳ, thời gian, tại sao chúng phải lập trình, tại sao chúng ta phải chịu việc riêng để tìm xem ý muốn của Chúa ra sao trong đời sống mình thế nào, trong tương lai nào, và lập trình đời sống của mình nặng để làm sao để nó tương ứng với sự kêu gọi của Chúa, ý muốn của Ngài. Amen. Hoặc chúng ta nghiên cứu cả luật lệ của Ngài nữa, để những hành động chúng ta theo luật lệ của Ngài. Amen. Vì lòng người khôn ngoan thì biết thì thế là phép lệ mà. Nên nhiệm vụ chúng ta đó là nhận những ý muốn của Chúa. Amen. Khi nào Chúa hành động và Chúa hành động như thế nào, mình đời sống của mình ấy, có cái vai, mình có vai trò gì trong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Em hiểu chưa? Thí dụ chẳng hạn, tôi nói chẳng hạn bây giờ anh em đi làm thuê cho ông chủ nào đó, được chưa? Ông chủ đó có chi phí lớn. Thí dụ xây dựng ở thí dụ nôm na là xây dựng trong công trường, được chưa? Là xây dựng đó trong công trường. Mà bây giờ những người làm thuê không biết việc mình ấy thì ra cái gì không biết không? Mắng đập đuổi hỏng việc. Chứ những thế mà còn làm hỏng việc, phá hoại công trình nữa, và bị gán tội phá hoại công trình, phá hoại tài sản, nhiều chuyện đó nữa.
Nhưng khi mình biết công việc của mình á, mình biết công việc của chúng ta, ta biết à, mình là cái phần nào đó ở trong cái công việc lớn là công việc xây dựng cả cái tòa nhà đó. Làm gì đó, thí dụ đánh vựa, làm gì đó, thí dụ như là xếp bê tông, cẩu bê tông, hay là lát gạch nền nhà, hay là làm móng nhà, thì mình biết mình có cái phần nào đó ở trong công việc lớn. Amen. Hay anh chị em là bán hàng ở chợ, thí dụ ai đó có làm thuê đi bán hàng ở chợ cho chủ chẳng hạn, thì biết là chủ có cái hàng gì đúng không, chủ có đi điểm nào, thì mình cũng có trách nhiệm ở phần nào. Amen. Thì khi mình biết việc của mình nó chuyện khác hẳn luôn. Thì cũng vậy, chúng ta phải biết ý muốn của Đức Chúa Trời là chủ nhân thực sự của đời sống chúng ta, biết được trách nhiệm yêu của mình và mình có cái phần nào ở trong chương trình đó. Amen. Trong quá trình tiếp tục đi với Chúa, chúng ta sẽ càng ngày càng mở ra, càng ngày càng mở mắt thuộc linh ra, mở tai thuộc linh ra. Amen. Càng nhận biết Chúa nhiều hơn thêm nữa. Vì thế mà hãy nhận biết và làm theo các luật lệ nước trời để khỏi bị tai nạn. Vì bất kể việc gì đấy cũng có luật lệ cả. Và luật lệ mà Đức Chúa Trời ngày dựng cho chúng ta đó, có điều răn cấm của Đức Chúa Trời chúng ta đó, nó không làm hại chúng ta đâu anh em. Mà nó là sao? Có lợi cho chúng ta. Amen. Nó có lợi cho chúng ta. Thí dụ chẳng, bạn đang ngồi cái ghế, thấy chưa? Cái ghế, bạn có bị cản đúng không? Bạn bị cản đấy. Nó cản bạn để bạn không bị ngã xuống đất. Amen. Amen. Bạn đứng ở tầng tòa nhà thứ 100, tầng 100, và dựa vào tường. Vì có cái bờ tường đó mà bạn dám dựa và bạn bình an. Amen. Và bạn giải quyết nhiều công việc khác. Amen. Amen. Nhưng thử vừa hỏi, bây giờ mà cái bờ tường nó bỏ đi đấy, bạn có dám đứng ở đấy không? Trừ khi muốn tự sát. Alo, có dám đứng không ạ? Không. Không dám đứng luôn. Thậm chí còn không dám mon men ra đó nữa. Mặc dù cách đấy có khi vài mét nhưng không dám mon men ra. Sợ gió thổi bay luôn. Gió có thổi rào xong bay lên dưới thì sao? Không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nhờ bỏ tường, luật pháp rơi vào đó anh em. Amen. Thế là cái điều gì mà cứ tưởng như là gò bó, tưởng như là cản trở, thì điều đó nó mang lợi cho chúng ta. Amen. Amen. Vì Chúa Trời Ngài biết rồi, ý muốn của Ngài, ý tưởng của Ngài đấy, luôn luôn cho chúng ta là tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. Amen. Ý tưởng của Ngài không phải tai họa, mà ý tưởng của Ngài ấy, nó chỉ mang chúng ta sự bình an, sự trông cậy thôi. Amen. Nó chỉ mang lại sự sống đời đời mà thôi. Ý của Ngài là như vậy với chúng ta, với loài người chúng ta. Amen. Amen. Nên luật pháp của Chúa đấy, nên nhiều người họ bảo vâng lệ vâng hiểu rằng Chúa cùng nhạc quá nhiều thôi, tin Chúa mà phải bỏ cái này à, bỏ kia, kẻ ngu dại nói như vậy. Amen. Nhiều người có lắm vợ chẳng họ tin Chúa, tin Chúa bây giờ lại thì lại mẹ lại phải chỉ được sống với một cô vợ rồi, thế các cô vợ để làm thế nào? Hay nhiều người bảo tin Chúa đang chơi, đang không chưa tin Chúa thì còn chơi bời, còn đà dâm thế nào thế kia, chơi bời gái chú trai chú, thế bây giờ tin Chúa rồi thì bỏ. Hay tin Chúa trước khi chưa tin Chúa thì là còn ăn tiết canh nòng lợn, canh dê, canh vịt, tiết canh, rồi hút thuốc, uống rượu, rồi chửi bậy, rồi ô, thế bây giờ tin Chúa thì lại không làm thế à? Hay trước khi chưa tin Chúa đấy thì đời sống là cứ bon chen, lúc nào tìm công việc, tìm việc để ăn thì cũng thì mặc gì. Ơ sao không tin Chúa, ô, phải tìm nước trời à? Cái việc đó là phải lo cái sau à? Ô, ngại quá nhờ. Nhưng ông biết rằng những cái điều văn của Chúa Trời đấy, nó chỉ mang theo sự sống, sự phước hạnh, và đặc biệt đó sự đời đời. Amen. Vì đặc điểm nước trời chúng ta có và còn chưa biết làm sao, đó sự đời đời. Amen. Đời đời trong phước hạnh, đời đời trong quyền năng, đời đời trong sự vui mừng. Amen. 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 Đời đời. Nên vì thế mà anh nhận biết những luật pháp của Ngài đấy và làm theo thì chúng ta không bị tai nạn. Vậy thôi. Như vậy các luật lệ nước trời được ghi chép trong Kinh Thánh mà Thiên Chúa lại ban cho bạn Thánh Linh để bạn có thể hiểu và làm theo luật lệ đó. Ồ, tuyệt vời chưa anh em ạ? Thì ai bảo thiết luật bây giờ lấy luật luật lấy luật luật. Ok, thứ nhất là Kinh Thánh ai cũng có thể truy cập được Kinh Thánh. Amen. Vì thế không phải đơn giản tại sao cuốn Kinh Thánh đấy anh em ạ, mỗi một năm được ấn bản đến nửa tỷ cuốn đâu, không phải như thế hay hơn nữa đâu. Mà đó là trong cái đó là sao ạ? Mỗi một năm như vậy nhỉ? 400 triệu, 500 triệu cuốn Kinh Thánh in ra.
cứ in đơn bao nhiêu rồi kinh thánh điện tử cho internet các thứ đầy ai thể làm được đấy. Ta lời của Chúa đảm bảo chuyện mà lời Chúa có ai thì truy cập được. Amen. Vì ai bảo tôi cũng biết luật pháp của Chúa. Đấy kẻ nói dối. Amen. Đấy kẻ nói dối. Thứ hai, Đức Chúa Trời là tuyệt vời nữa, là không những là Chúa đảm bảo cho con cái Chúa tất cả mọi người luật pháp này rồi, Ngài còn gửi xuống cho chúng ta đấng tuyệt vời, đó là thần lẽ thật, đó là Chúa Thánh Linh. Amen. Amen. Để luật pháp mà không hiểu đấy, thì có luật sư là Thánh Linh giải thích cho tại sao như vậy. Amen. Hay chưa anh em? Hay quá. Tuyệt vời không? Chúng ta nhiều lúc chúng ta sống chúng ta không biết luật đấy. Chúng ta sống nước ngoài chúng ta biết thừa đấy. Anh em ạ. À? Hay ở Việt Nam vậy, hay ở bất kể nước nào thế thôi, không biết luật, có đúng không ạ? Một luật thế nào đây? Ô, tôi muốn làm việc nhưng tôi không biết luật đầu tư, tôi muốn làm việc nhưng không biết luật lao động, tôi muốn làm việc nhưng không biết các luật về thuế má, về quản lý, về các thứ, tôi không biết. Thì bắt đầu mua cửa luật về. Ô, nhưng mà đóng luật này đọc chả hiểu thì con thông cứ luật tôi, à không hiểu. Đó, à, thuê luật sư, đúng không? Đúng. Thưa luật sư giải thích cho bác, giải thích cho hiểu rồi. Nhưng mà ô, nhưng mà làm thế nào? Ok, luật sư để dẫn đi ta. Nhưng mà mấy tiền? Nhưng lấy mất tiền và thậm chí luật sư còn lừa nữa, không thiếu những trường hợp xảy ra. Amen. Thế nhưng ở chúng ta trong nước trời thì không sự lừa dối. Amen. Amen. Luật pháp ấy là được đưa cho chúng ta này. Luật ấy thì đi có hết, chỗ nào cũng có tất cả các luật về tâm linh, về thuộc thể, về tâm lý, về thể xác, về khoa học, tất cả đều có hết. Amen. Trong Kinh Thánh là cho đi học tất cả các định luật trong thế giới. Amen. Hữu hình và vô hình. Amen. Ngay kể cả những ông tổ về ngành khoa học ấy, anh em ạ, Albert Einstein này, Thomas Edison này, Mendeleev này, rồi Isaac Newton vân vân đấy, những người đều tin Chúa đấy, anh em ạ, những người tin Chúa Giêsu, thì họ mới sáng tạo ra được những cái định luật từ Kinh Thánh mà ra, anh em ạ, và cuối cùng để cho lũ vô thần ấy bây giờ tin và làm theo định luật đó, nhưng vẫn cái ông tổ của mình là người tin Chúa, tức là họ là kẻ mất gốc, anh em ạ. Cái mất gốc là vô hơn với đấng tạo hóa của mình, vô hơn sự ban cho của Ngài. Hơi thở của họ ở đây này, họ không biết rằng cái không khí mà Đức Trời ban cho là của ai làm cho Chúa. Họ làm cho ư, ừ, họ làm cho ư, ừ, đấy ngồi để ăn đi xong đóng cửa lại, xong thử thả ra khí của ngươi, xong ngươi thử ngửi khi đấy xem ngươi có sống nổi không. Nếu ngươi bảo tự ngươi tự làm khí mà đấy, khí của ngươi đấy, khí sinh học của ngươi đấy, nên người của nhau người cũng ngất xỉu hết rồi, cả lũ dũng hết rồi. Như vậy phải kính sợ Chúa Trời và vâng giữ được giao của Ngài. Amen. Amen. Chúng ta quay trở lại phần này, chúng ta nhìn thấy đấy, luật pháp của Chúa thứ nhất Chúa bảo chúng ta luật pháp của Chúa là Kinh Thánh. Thứ hai nữa, thế như ai để thích cậu đây? Đơn giản. Nhưng không có tiền làm sao luật sư được? Đơn giản. Tiếp nhận Chúa Giêsu có mất tiền không? Không mất tiền. Amen. Chúng ta được học rồi. Và các lão tôn giáo đấy là mình làm lễ để quy đạo tốn tiền, và các đạo là vơ vét tài nguyên tiền bạc của chúng ta, anh em ạ. Thế nhưng mà khi đến Chúa Trời đấy, là Đức Chúa Trời nhận làm lễ tiếp nhận chúng ta. Amen. Lời Chúa nói là khi một người quay trở lại về Chúa thì sao? Một linh hồn quay về Chúa thì cả ông trời làm lễ ăn mừng. Amen. Amen. Như vậy các bạn làm lễ mà, và Chúa tiếp nhận chúng ta trong hoàn cảnh chúng ta đang như thế, có thể trần truồng, thối tha, ghẻ lở. Chúng ta đến hội thánh chúng ta thấy không? Ở đây những người mà thối không? Anh em thối đấy. Vô gia cư đấy. Họ ngồi cạnh nhìn sạch sẽ thế này, nhưng họ ngồi cạnh mà chúng ta không thể dám đuổi đi họ được. Nhưng mùi họ bốc lên ngột ngạt luôn, mà lại mùa hè nóng bức nữa. Cái mùi nó cứ chua rét để nó đủ các mùi như lồng ngạt lên. Quần áo họ bẩn đấy. Họ làm sao? Họ ngồi vào những cái ghế đấy, bết hết ra những cái ghế đó. Sau đó chúng ta vẫn ngồi vào. Tại sao như vậy? Chúng ta biết điều nó bẩn thì biết, biết được thôi nhận biết, nhưng tình yêu của Chúa Trời đâu anh em ạ? Không kịp đó, đánh tan hết tất cả những cái gì ạ, những cái ngăn trở phải thắp nước giá của Chúa mà. Amen. Quyền năng thắp giá của Chúa là hòa trời với người và chúng ta với nhau. Vì thế chúng ta vẫn ôm được họ, chúng ta ôm họ xong làm sao ạ, người nhớ hết luôn, nhưng chúng ta tin là thần linh của Chúa, chúng ta phải ý nghĩa chỉ có tình yêu làm sao cứu được người này, làm sao giúp được người này thôi. Còn bần hiểu thế nào chẳng nhớ được. Đó là khi tin Chúa đấy, là Đức Chúa Trời tuyệt vời, đó là ngày chúng ta có thể có được luật sư tuyệt vời.
nó sẽ bao trúng tuyệt vời. Mà không mất tiền chỉ cần ăn năn tiếp nhận ngài miễn phí bất kể trong hoàn cảnh thối tha kẻ lợi về tâm linh cũng như thực thể hay xác thịt của mình hôi thối thế nào. Người mà người nhiều người đến có nhiều mục đích là sự cốt anh em, không phải họ đến mà người ta bê về đến hội thánh cho giờ mà thối máu mủ nó chảy ra đi đại tiểu tiện nên là cứ hư hết là người, lại không điều khiển được con người nữa mà nào tiếp nhận chúng ngay ở trên hội thánh. Amen. Chứ không phải là sạch sẽ ăn mặc chảy chút này xịt nước gông hoa xịt nước thơm mà bắt đầu đến hay phải mang tiền đến không, không cần đến Chúa Trời để tiếp nhận chúng ta như chúng ta đã hiện có. Amen. Cái quyền năng của Chúa tuyệt vời như vậy. Không chúng ta cũng phải mặc thế nào thế kia không đó, mà ngày nào lễ tiếp nhận chúng ta nhé. Amen. Chúng ta thấy không, khi đội thánh đâu phải là ông kiêu ngạo, ông thậm chí ông còn chẳng thể biết lễ như thế nào nữa, nhưng cả đội thánh đều phải làm lễ để ông tiếp nhận nè. Amen. Các thiên sứ ở trên trời đang vui mừng chuyện người được về Chúa rồi, nhưng mà còn tuyệt vời là dưới đất nữa này, các hội thánh đều phải tập trung để cầu nguyện đúng không ạ, đã làm lễ để người đó được tiếp nhận để làm công dân của nước nào. Amen. Amen. Và khi tiếp nhận công dân nước này rồi thì là họ là họ được truy cập miễn phí đến đây đến luật sư bảo chữa là Chúa Thánh Linh. Amen. Luật sư đó họ lại có luật nữa thôi, em muốn đi hỏi luật sư mà luật sư nói nó không hiểu lại có phí gì. Phí gì đây, các mục sư ấy, các leader ấy lại giải nghĩa ra. Amen. Tuyệt vời chưa, nên chẳng có cái gì cho nên chuyện này sẵn sẵn mọi sự cần thiết cho sự sống sự tin kính. Amen. Amen. Tuyệt vời. Vì thế mà chẳng có một cái lý do và lập luận nào nói là tôi không biết Chúa, tôi chẳng có ai giải thích cho tôi cả. Đấy còn tuyệt vời nữa là này, tôi hết tôi đối xử tôi không thể làm được. À, chính thế mà Chúa mới sai Thánh Linh Chúa vào trong lòng chúng ta. Amen. Đó, và chúng ta làm được luận lệ đó không phải là mình làm nữa, mà Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta, ngài giúp chúng ta, ngài cảm động lòng chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý của ngài. Amen. Chúng ta có ngã thì ngài cũng nâng đỡ con. Đứng lên đi tiếp. Bẩn ăn năn lại đây lại đi tiếp. Amen. Tất tuyệt vời không? Amen. 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 Luật sư lên khi chúng ta ngã dưới trụ lên luật sư lên nhấc chúng ta kéo chúng ta lên. Chúng ta không còn sức nữa lại bên chúng ta trong lòng. Amen. Amen. Gửi gắm xa phó chúng ta đến những con người nào phiên dịch nào đó của ngài. Thấy mục sư và chúng ta để trên mình nữa. Tuyệt vời chưa? Amen. Tất tuyệt vời. Amen. Amen. Vì thế mà cái chuyện mà để đảm bảo cho đời sống chúng ta đi theo hầu của Chúa và làm theo lời Chúa là điều đã có rồi. Amen. Amen. Phải đảm bảo hết tất cả rồi. Vì thế lập luận nào tôi không biết lời Chúa tôi chẳng làm được, đó là lập luận của ma quỷ. Amen. Amen. Từ ngày nay trở đi anh em phải biết điều đó. Ai nói tôi không làm được, lập luận ma quỷ. Tôi không biết, lập luận của ma quỷ. Amen. Chẳng cần phải biết, phải như là anh em có cái ơn để phân biệt các thần gọi là thật là sâu sắc mới cần phân biệt được. Đơn giản lắm anh em ạ. Vì chúng ta học trong trường thần học này anh em ạ, chúng ta sẽ nhận ra được những cái loại người hay loại thần rất là đơn giản anh em ạ. Hay lắm, không có gì vì không có gì phải từ phải một sự bày tỏ siêu nhiên được đâu. Tại vì siêu nhiên mà tự nhiên, vì chúng ta sống là công dân nước trời mà, nên cái đời sống siêu nhiên nó là tự nhiên của chúng ta. Amen. Nó tự nhiên thôi, chẳng có gì kỳ lạ cả. Đối với ai đó phải từ từ phải cầu nguyện để đi ngang để xem đã đấy được xa nơi chúng ta tất cả nó nghĩ rõ là một cộng một nó là hai vậy thôi. Cứ đưa số một số một thì nó ra số hai, ở chỗ ở cũng thế, ở Pháp thế, ở Mỹ thế, ở Anh cũng vậy. Amen. Vậy thôi. Làm thế nào để khi đọc Kinh Thánh mà nhận được trong đó nói về luật lệ đó, ở đây bài học giải nghĩa chúng ta như vậy. Làm sao khi đọc Kinh Thánh mà biết được đó là luật này anh em. Thứ nhất này, lời Chúa Giêsu không đề cập tới con người cụ thể và không liên hệ tới sự kiện cụ thể nào có thể bày tỏ bản chất luật lệ của trời. Thí dụ Ma-thi-ơ răng đoạn 5, Ma-thi-ơ 5 răng 5 câu 24, Mác đoạn 4 câu 24 chẳng hạn. Thí dụ thế, tức là lời Chúa nói chỗ nào đấy không đề cập tới cụ thể là anh Nguyễn Văn A, chị Nguyễn Văn B, không đề cập tới thể cụ thể là ngày 1 tháng 1 năm 2014 hay 2005. Amen. Không nói cụ thể, nhưng đấy là nói luật đấy anh em ạ.
Nếu thế ai bảo là ôi lời Chúa thì khó hiểu nha, chả thế chung chung toàn là chung chung. Đấy là pháp của trời đấy. Amen. Amen. Thế người nào bảo là lời Chúa nói chung chung ấy, chứng tỏ người này người vô học, họ không biết một tí khái niệm gì về về gọi là về luật về ngành luật cả. Anh em biết không? Trong ngành luật không? Thì cái bộ luật của tất cả các thần dân của các nước đấy, bộ luật của các nước đấy, hiến pháp các nước đấy có ghi cụ thể không ạ? Có ghi cụ thể không? À, con gái, cháu. Ghi cụ thể là họ Nguyễn Văn A là thế này không ạ? Nguyễn Văn B là thế này không ạ? Không, mà nó cụ thể luôn, ai vi phạm luật này thì phạt thế này. Đúng không? Không cụ thể mà cũng không nói giờ giấc. Không giờ giấc là ngày đến tháng này, tháng 2, tháng 3, năm này. Không có giờ giấc đấy, mà nó nói chung cho tất cả. Amen. Thì luật pháp như trời. Vậy thôi, đơn giản thì chúng ta dễ hiểu. Amen. Là Chúa không nói cụ thể, nhưng mà thánh linh của Chúa sẽ bày tỏ chúng ta cụ thể cho hoàn cảnh cụ thể. Amen. Luật sư của Chúa của chúng ta đấy sẽ cho chúng ta hoàn cảnh cụ thể và giải thích chúng ta một cách cụ thể hơn. Thì khi lời Chúa nói về bản chất của Ngài, lời Chúa nói về luật lệ của Ngài, thí dụ Ngài nói là trước hết mọi sự hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình Ngài, thì đấy đấy cũng là một luật lệ đó. Từ cái thứ tự ưu tiên, cái tâm điểm của ta là nước của Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Amen. Và sự công bình của Chúa thì tuyệt vời đó. Khi chúng ta hiểu sự công bình ấy, thì lập tức là tình yêu chúng ta cũng có, bởi vì bản thân ai cũng phải yêu mình, có đúng không ạ? Nếu không yêu mình làm sao họ ăn, họ uống, họ ngủ, họ thở, họ nghỉ làm cái gì? Họ đều ai yêu mình. Nếu mà công bình ấy, tức là không thiên vị. Amen. Tức là đối xử với người khác cũng như vậy. Amen. Thấy không? Thế là tình yêu thương. Amen. Không thiên vị mà, đấy tình yêu thương đấy. Thì lập tức người khác cũng đối xử như vậy, đấy sự công bình thôi. Thứ hai là hãy để ý những từ là ai mà, điều gì, vân vân, hay những từ khái quát khác. Thông thường chúng được sử dụng khi nói về chân lý công bằng trong hoàn cảnh của thời gian. Tôi chú nói là nước đi trời như là người kia này, ai mà làm điều đó thì thế nào, thế nào thế kia này. Amen. Hãy điều răn chúng ta hãy làm điều này này, đừng làm thế nào, đừng làm thế kia, đấy luật pháp nước trời không? Amen. Vì luật pháp nước trời có nói chớ sợ hãi, chớ kinh khủng. Ôi, thì đấy luật pháp của Ngài đấy, là thật sự kinh khủng, sự sợ hãi đấy, nó không có phần ở trong con gái Chúa. Amen. Amen. Lấy Chúa khẳng định rồi, vì Đức Chúa Trời ngày ban, ngày không ban chúng ta thần minh sự sợ hãi. Amen. Amen. Thần minh yêu thương, năng quyền và tự chủ. Amen. Đấy cái điều đấy, đó là luật của Ngài đó. Hãy trong cái ước và tân ước tập hợp từ luật pháp Đức Giê-hô-va, ý muốn của Chúa, điều răn của Chúa, lời Chúa cũng cùng một ý. Chúng thể hiện ý định, mục đích của Chúa và là sự công bố hay là sự giải thích các nguyên tắc và luật lệ nước trời. Sau khi bạn đã biết được luật lệ nào đó của nước trời thì cần phải ngay lập tức bắt đầu thực hành nó. Không phải sự biết luật pháp, luật lệ đâu, mà sự thực hiện luật lệ mới mang lại công trái và mang lại kết quả. Amen. Amen. Nhiều người bây giờ họ tưởng họ học kinh thánh thật nhiều, họ đạt thuộc thật nhiều, học các trường thần học đọc trường thần kia, anh chị em ạ, biết một là chỉ là kiến thức, biết chỉ là một chuyện thôi, anh chị em ạ. Tôi nói chị em mình với anh chị biết mà không làm việc đấy thì số phận như là Lucifer. Amen. Lucifer đã từng ở với Chúa Trời, Lucifer đã từng rất khôn ngoan, biết tất cả những điều bí mật, anh em ạ. Thế mà nó không sống theo bản tính của Đức Chúa Trời. Vậy ra số phận của nó đã được chết. Amen. Amen. Hồ lửa là sự cuối cùng của nó, và các quỷ sứ cũng như các tạo vật mà theo nó. Amen. Nên sự biết lời Chúa chưa giải thích khác cho bạn đâu. Amen. Nó chỉ giúp thôi. Sự biết lời Chúa nó chỉ cho chúng ta cái định hướng nào đó. Sau đó chúng ta phải đưa cái sự chọn lựa là hành động theo lời đó thì nó mới ra công trái. Amen. Để biết lời Chúa Trời nó không ra công trái đâu, anh em ạ. Amen. Vì thế mà chúng ta có thể theo học các trường học trường kia đấy, đừng tôi phải dỗ anh em ra khỏi giáo điều này. Amen. Chứ không ấy, không thiếu ở trên gia này, không thiếu những người là họ chạy theo học thần học trường học trường kia, hội nghị ở hội nghị kia, ông trái họ đâu. Thế đến lúc mà cả giáo dục người ta bắt đầu họ lại làm thế thì học làm cái gì? Học mục đích là học để mà thay đổi. Amen. Chúng ta đọc kinh thánh ấy cũng vậy thôi, lần trước tôi học rồi, để xem cái chuyện làm gì trong đó.
Amen. Như lần đại đức Ngài và chỉnh hướng đời sống của mình theo cái điều gì mà trong thánh Amen. Thánh linh của Chúa tỏ ra. Amen. Vì chỉ có sự thực hiện lời của Chúa, sự thực hiện luật của Ngài mới ra bốc cháy mà thôi. Amen. Đức Chúa Trời ngày gọi chúng ta phải ra bốc cháy đó. Nhưng nếu chúng ta có học được kinh thánh rất nhiều, đọc được kinh thánh rất nhiều, cầu nguyện thiên thần rất nhiều, anh chị em ạ, nhưng vẫn không ra bốc cháy, không thiếu người đó đâu. Nhiều người họ không chịu ra bốc cháy. Thí dụ họ thấy niềm Chúa sướng mà anh em chỉ hát, hát trong sự bình an, chả làm gì cả. Sau đó trở thành gánh nặng cho gia đình của họ, gánh nặng cho chồng, cho vợ hay cho cha mẹ của chính mình. Sau đó có chuyện gì thì họ nhảy ra và đủ cả cho Chúa Trời. Tôi đi thầu, tôi hầu Chúa, tôi sống Chúa, tôi mặc kệ, chuyện còn lại tôi muốn hết. Nghe thì có vẻ rất là thuộc linh anh em ạ, nhưng mà nó trái ngược thuộc linh. Vì lời Chúa có phán, cái kẻ nào, người nào mà không chăm sóc đến người đàn bà, bà con mình thì sao? Thì người chối bỏ đức tin. Còn tội hơn là người vô tín. Là Chúa phán như vậy luôn. Và Chúa Giêsu đã từng nói với thầy theo luật đấy, là các ngươi là khốn chúng mình phải giải hình. Tại sao mà các ngươi cứ làm theo một điều tâm rồi trừ khẩu, là người các ngươi cứ nói rằng mọi sự mà ta có đấy thì ta hầu cho Chúa Giêsu rồi, nên bây giờ ta không cần phải làm phục vụ cha mẹ mình nữa. Có nhớ không anh em? Những chuyện là co ba rồi mà, nên thôi ta phục vụ Chúa nên không còn phục vụ cha mẹ nữa. Này đấy kẻ lừa dối anh em ạ. Chúng ta là cái tháng của lập trường công dân tích cực, nên chúng ta phải thể hiện sự tích cực của mình. Amen. Amen. Trong tất cả lĩnh vực đời sống riêng tư, gia đình, cộng đồng, xã hội. Amen. Chứ không phải là chỉ có nói mồm. Nó phải thực hành, cái đức tin nó sẽ thực hành điều mà Đức Chúa Trời trông mong trong bạn qua bạn mà. Amen. Amen. Chứ còn bên chỉ cứ nói mà không làm thì khốn nạn. Bởi vì sao sự giả hình? Amen. Và chúng ta sao? Chúng ta nói bởi chúng ta tin và chúng ta hành động. Amen. Chúng ta hành động trước hoặc sau khi nói. Có lúc là hành động sau khi nói. Nó như là gần như khâu khẩu hiệu, như công bố đức tin ấy, và nó hành động. Và bông trái nó đầy dễ đâu. Amen. Và tất cả những cái này nó vẫn chưa phải là thời kỳ chúng ta đâu, anh chị em ạ. Chúng ta vẫn đang trong thời kỳ chuẩn bị của Đức Chúa Trời, để chuẩn bị cho ngày sắp tới. Điểm thứ hai này, điểm thứ nhất là khẳng định thì nước Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình. Amen. Tức là tất cả điều gì luận tệ của Chúa nói đó, thì chúng ta nhờ cậy Thánh Linh của Chúa là đấng mà sinh lại chúng ta chính cả, là đấng khiến Chúa Jesus Christ sống lại từ trong cái chết, đấng là thần của Chúa Cha, đấng cũng là thần của Chúa Con, đấng mà nắm giữ tất cả mọi sự, biết tất thảy sự bí mật đáy sâu của lòng của Chúa Trời đó, đấng ở trong chúng ta và đấng đây giúp chúng ta để chúng ta sống như Ngài. Amen. Giống Ngài trong cả ý tưởng, hành động, lời nói. Amen. Đấy là thể hiện nước trời trong mình như vậy. Tức là chúng ta phải có cái điểm nếp nghĩ, động cơ luôn luôn hướng về Chúa Trời. Amen. Luôn luôn là phù hợp với lời Chúa Trời, với sự dạy dỗ Thánh Linh Ngài. Amen. Trong trật tự thẩm quyền. Shaka dabara saka dabara saka dudulu oru saka baba. Hallelujah. Đấy là khẳng định việc khẳng định Đức Trời trong đời sống của cá nhân. Amen. 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 Đời sống của mình, anh chị ạ. Amen. Điểm thứ hai đó là khẳng định Đức Trời trong thế này. Tôi coi đời sống của mình. Bạn đã biết Đức Trời ở trong bạn. Bạn là người mang nước ấy ở trong mình. Điều đó có nghĩa là tất cả những phẩm chất và dấu hiệu nước ấy là những phẩm chất và dấu hiệu của ai? Của bạn. Amen. Khi so sánh những dấu hiệu nước trời với nước Satan, không còn nghi ngờ gì nữa mà bạn đã để ý đến việc không chỉ là chúng nó khác nhau mà còn trái ngược nhau về bản chất. Đọc trước rồi. Amen. Nếu đơn giản bạn sống theo các luật lệ nước trời, thể hiện sự công bình, bình an và vui vẻ nước trời, thì bạn không thể ở trong bóng tối và không thể không được để ý đến. Bất kỳ sự thể hiện các phẩm chất nước trời làm tách biệt bạn khỏi đám đông. Vì sự bình an giữa những tai nạn, giữa thánh khiết, giữa sự trách trị ô uế, sự vui mừng giữa sự sầu thảm, trầm uất đau khổ, tất cả những điều này làm sao trái ngược tự nhiên với nước của ma quỷ. Amen. Thiên Chúa chờ đợi công ý Chúa Giêsu để bạn khẳng định nước trời ở mọi nơi bạn ở. Amen.
Vì chúng ta là người mang nước ở trong mình, chúng ta sinh lại bởi thánh linh của Chúa, nên là phẩm chất của Chúa Trời, bản tính của Ngài cũng là vì cơ nghiệp của chúng ta. Amen. Nên chúng ta phải bày tỏ nó, làm nó lộ ra nữa. Cái bài học này chỉ là học sơ đẳng thôi anh em ạ, là ABC đấy, y tế đấy, chứ chưa phải bài học. Chúng ta có bài học chuyên sâu nữa là cách thể hiện nước trời. Đó, bài học vài chục bài nữa mà chúng ta xem này. Lần trước chúng ta học về nước của mặt Satan ma quỷ, đúng không? Đặc điểm nó thế nào, trái ngược với đặc điểm của nước trời thế nào. Vì thế mà khi mà chúng ta làm cái gì mà thể hiện nước trời đấy, thì điều đó làm chúng ta nổi trội luôn, đúng không? Vì chúng ta là sự sáng mà trong bóng tối đấy, thì sự sáng dù bóng tối mấy ấy, nó cũng vẫn bị nhận ra. Amen. Sự sáng tối mấy nó cũng nhận được ra. Anh em đã biết điều đó không? Amen. Trong bóng đêm chẳng hạn này, một cái... chỉ cần một cái bật lửa nhỏ nhỏ này, hoặc là một cái đánh đèn pin thì chích là tự nhiên thấy sáng hẳn luôn. Mà trong ban ngày thì chẳng thấy nó đâu cả. Vì thế mà sao ở trong bóng tối đấy, khi chúng ta đang ở trong thế gian này, thế gian nó sống trong sự chắc trị, trong sự lừa dối, trong sự vô tín anh em ạ. Và nhiều người đã chìm trong tội lỗi như vậy mà vẫn không hiểu cái gì cả. Nhưng khi chúng ta làm điều gì đó, nói ra điều gì đó hay làm điều gì đó, nó cũng đưa chúng ta bị làm sao, thì tất cả thế gian nó đều biến sáng, sáng quá, nhìn thấy đây như là không những là ở từ thế gian nó nhận thấy ra, mà thậm chí là có cả những giáo chủ của như là Pharisee anh em ạ, của chính những người mà dạy lời Chúa đấy, họ cũng để ý đến. Đến nơi này là dạy quyền phép, bản dạy bản chất thật, họ thấy luôn cái ánh sáng, và họ không muốn tiếp nhận ánh sáng đó trong lòng, như là Pharisee và thể luật ngày xưa đã từng chống lại Chúa Giêsu thế nào, thì ngày nay cũng không thiếu gì anh em ạ. Những đẳng cấp ở đâu trong giáo hội, giáo phẩm cũng có thể chống lại những bài giảng của chúng ta bình thường thôi. Chúng tiếp nhận đó, chuyện nên chuyện bình thường thôi nhé. Nên không có gì phải ngã lòng cả, mà chúng ta là vui mừng vì chúng ta đi theo con đường của Chúa chúng ta. Amen. Amen. Hallelujah. Vì thế mà khi chúng ta thể hiện nước trời ra đây, anh chị em ạ, thể hiện qua bài giảng, thể hiện qua sự cầu nguyện, thể hiện qua công việc, anh chị em ạ, thì kiểu gì nó cũng gây sự chú ý của mọi người đến. Mà chú ý thì họ sẽ làm cái gì? Cách tốt nhất đó là chỉnh lý đời sống mình tiếp nhận. Amen. Nhưng đa số tiếp thay vì thế gian sống trong sự lừa dối, và đặc biệt là kỳ sau đốt ấy, một trong cái quyền lực mạnh nhất của ma quỷ vẫn còn xuống đó sự lừa dối, nó dùng qua thần cảnh giả mạo anh em ạ, qua những kẻ không yêu lẽ công bình của Chúa Trời mà yêu sự gian ác, những kẻ ích kỷ, những kẻ lười biếng, vô trách nhiệm, nên thành ra là ông thần cảnh giả mạo làm chủ họ rất nhanh chóng, và họ sẽ chống lại chúng ta đơn giản thôi. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng đấy, họ cũng là con mồi của chúng ta, để chúng ta làm sao anh em đưa linh hồn của họ trong với ai, với Chúa. Amen. Ai mà ghét chúng ta xin linh hồn của họ. Amen. Tôi xin linh hồn họ xuất, tôi đón linh hồn của họ. Ai đó mà chống lại tôi không bằng lòng được, tạ ơn Chúa vì người đó. Chúa ơi, trong danh Chúa Jesus, con xin linh hồn của người đó và dòng họ đó. Amen. Trong danh Chúa Jesus. Amen. Amen. Chúa đã hết cầu ta, đã ban cho con các dân, các nước. Amen. Các quả bang, các cơ nghiệp, các đồng thần, các dân, các nước. Đức tin chúng ta sử dụng như vậy. Amen. Chúng ta phải đức tin để xin nhà, xin cửa, xin xe cộ, xin cho đông tín hữu trong một thánh để mà làm oai, mà xin để nước tràn đến. Amen. Amen. Trong một lĩnh vực. Mà điều đó thì thôi, cái con số chúng ta nhìn rồi, nó có số nhỏ bé, 603.550.000 người thôi. Trong cả công vụ của chúng ta nó sẽ phải như vậy. Amen. Vậy con số đó nó không phải tự nhiên nó có anh em, nó có lập trình và nó có số rất là có khả năng. Không có số ở trên trời rơi xuống và ở dưới biển vông. Vì những người mà họ nghĩ biển vông họ không hiểu nổi tại sao làm như vậy. Amen. Như anh chị em đấy, chẳng hạn bây giờ anh em chẳng biết một tí gì về khái niệm về hạt nhân nguyên tử hay là vũ trụ chẳng hạn đấy, nói chuyện người ta bay vũ trụ, muốn bay vũ trụ bay đâu được. Nhưng nếu mà mình biết thì mình ăn được. Cũng như vậy thôi, những cái con số đó anh chị em ạ, ai đó có con số này quá sức tưởng tượng nó sang làm được. Thế nhưng mà cách làm được vì ở trong Chúa nào cũng đầy đầy vô số.
những sự giải quyết. Đây chúng ta xem này, sự đuổi quỷ, sự chữa lành người bệnh, ảnh hưởng đến thiên nhiên, quyền năng trên sự chết, sự tha tội lỗi, đó là phương cách khẳng định Đức Trời trong công vụ của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta xem xét chung. Chúng ta nhớ này, khẳng định Đức Trời trong thực tế, khẳng định Đức Trời ở trong thế gian, đó qua việc mà mang tính chất tâm linh, chúng ta vừa đọc rồi, ta đọc anh em. Và chúng ta xem những vấn đề, tất nhiên nó còn những vấn đề liên quan về xã hội, nên tại vì xã hội nó vẫn là trong cái tâm linh mà. Amen. Nhưng chúng ta xem qua nhé. Thứ nhất, sự đuổi quỷ này, nước trời và các quỷ sứ chẳng có điểm chung nào cả. Nơi nào có nước trời và Thiên Chúa thì nơi đó các quỷ run sợ. Anh chị em ạ, Mác 1:21-39 đấy. Sức mạnh và quyền năng đuổi quỷ được ban cho mỗi người sứ đệ từ trên cao. Mác 16:17 nói với kẻ tin ta được dấu lạ này, lấy giấy ta mà trừ quỷ. Amen. Bạn sẽ thực hiện ý muốn Chúa và khả định của cả trên đất có sự đuổi quỷ. Amen. Nhưng đuổi quỷ xong đừng có chạy theo nó nhé. Đuổi nó chạy theo nó luôn. Nó rơi đi ngục xong cũng rơi bung sắt xuống đấy. Có ai mà bảo đuổi ta? Nên vì thế mà không thiếu những cái mục đuổi quỷ mà cứ đuổi nó thế đó anh em ạ. Chúng ta đuổi ra, không thể nói chuyện nó. Amen. Trong Thánh Chúa Jesus quỷ lui ra khỏi đây, tin vậy thôi. Amen. Bất chấp hoàn cảnh, bất chấp cái thể hiện bề ngoài, chúng tin đó. Sao? Có ra rồi cứ năm của đức tin, mà đức tin là lòng Chúa Trời, và chúng hành động không qua lời cầu nguyện mà chúng hành động qua đức tin. Amen. Cái lời cầu nguyện đấy, khi lời cầu nguyện đó mà giải phóng đức tin đấy, thực hiện được đấy, thì lời cầu nguyện mới đẹp lòng Chúa Trời. Amen. Và không thì ai cầu nguyện được, tất cả mọi người đều cầu nguyện được. Chúng ta sẽ học cái bài cầu nguyện là gì? Và tiếp theo. Vì thế mà sự thể hiện nước trời đó là qua việc gì? Quỷ quỷ. Amen. Từ nơi nào có nước trời thì các quỷ đó luôn sợ, các quỷ đó kinh hoàng. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu đi đâu, những người quỷ ám ám ai thấy không? Nó kinh khiếp luôn, nó thấy luôn. Ngày hôm nay nó khủng, nó chưa kỳ sợ, luôn sợ, nó kinh hoàng. Amen. Có người mà bị trói buộc đấy, bởi nhiều năm quỷ ám ấy, xong bị trói xiềng xích trong tay mặc kệ. Nó phá hết xỉn xích, nó cứ đập mình vào đất của đá thôi. Nằm mình nằm mày đau khổ, đau khổ như vậy. Sự đuổi quỷ này chúng ta phải hiểu một cách là một cách sợ hơn. Chúng ta đừng có hiểu là một cá thể, bởi vì chúng ta phải nhớ này, Đức Chúa Trời nhìn hãy nhìn đây này. Chúa Trời ý của ngài một người cũng là cả một giống. Từ Adam mà sinh ra cả một giống là người mà, thấy chưa anh em? Alo, một con người cũng là một dân tộc. Anh em ạ, Đức Chúa Trời ngài nhìn một dân tộc như là một con người vậy, như một cá thể vậy. Thí dụ ngài gọi Isê là anh cả, là anh ấy trong đứa con sinh ra ấy. Isê tưởng nó Isê là cảm dân ấy, nhưng vẫn gọi là anh, vẫn gọi là một người. Tại như thế, chính vì thế mà khi mà trong Kinh Thánh con nói đến chuyện là cái người bị quỷ ám đấy, thì đừng có nghĩ là chỉ có một con người cá thể nhé anh chị em ạ. Alo, mà phải mở rộng theo cách của Đức Chúa Trời. Amen. Tức là có thể là một cộng đồng của quỷ ám, một dân tộc bị quỷ ám. Amen. Amen. Nhìn thấy dân tộc Việt Nam chúng ta chẳng hạn, chúng ta đọc cái đấy, chúng ta nhớ cách đọc như thế rồi đúng không? Nhìn thấy Đức Chúa Trời là Alpha, sau đó nhìn thấy mình ở trong đó, sau đó nhìn thấy cái dân mà mình gọi đến ở trong đó, nó nhìn thấy Đức Chúa Trời. Amen. Alpha Omega mà, như vậy đó. Chứ mình không chỉ nhìn thấy mỗi mình không, bạn tất nhiên nhìn thấy mình không, hiển nhiên mình phải nhìn thấy rồi. Nhìn tấm gương mà, sao nhìn thấy cảnh sân thì gọi thế, làm sao nhìn thấy cảnh sân đó. Vì người bị quỷ ám, cái dân đó có quỷ ám, quỷ gì? Quỷ tôn giáo, quỷ mafia, quỷ vô thần. Amen. Amen. Nó đánh trong người đó, cái dân đó đấy, dân Việt Nam bị xiềng xích mà, bị quỷ nó mà cứ cho xiềng xích nó đập hết, mà người đến nào cũng bái lập già, giải hạn lập trà đủ cầu nguyện cầu an, nó vẫn mắc kệ, dân tộc vẫn cứ khổ, vẫn cứ đánh đập đủ trò. Tại sao? Vì không có đấng Christ anh em ạ. Nhưng khi mà chúng ta mang cái nền nước Đức Chúa Trời đó mà vào đất nước Việt Nam ấy, anh em ạ, và dân tộc của mình ấy, thì đó sẽ giải phóng ra khỏi các lĩnh vực xã hội, lĩnh vực đó. Amen. Amen. Để người được người đấy được bị quỷ người đấy bị đuổi ra, hay quỷ dân tộc nó bị đuổi ra. Amen. Amen. Để chúng ta trừ quỷ. Vì thế mà chúng ta khi trong lúc cầu nguyện
chúng ta vẫn cầu nguyện cho dân tộc, cho cộng đồng, ít khi chúng ta cầu nguyện cho cá thể, anh em ạ. Chúng ta cầu nguyện những cái chiến lược dài hạn hơn, và cá thể chỉ là cuối cùng sau khi tất cả cầu xong hết rồi, và đó chuyện cá nhân. Amen. Vì tìm kiếm nước của Chúa Trời trước đã, nước của Chúa Trời sự công bình của Ngài trước đã, sự còn lại ban cho thêm, chúng ta hiểu những điều đó rồi. Nên vì thế mà tại sao mà không biết những người đó, không biết những người mà đến với đội không trong sạch, họ không thích đến trong sự cầu nguyện, anh em ạ. Cầu nguyện khoảng độ vài tiếng họ chán rồi, họ sợ rồi, họ chỉ cầu nguyện 5 đến 10 phút thôi. Tại vì làm sao cầu nguyện, họ muốn cầu nguyện làm sao, cũng cho tôi đã, cầu nguyện cho tôi đã, cho tôi đã. Lúc đầu chúng ta chiều theo họ, amen, vì như trẻ con đi thời gian chúng ta phải để chỉnh về hướng, là không để lòng họ hướng với họ được, hướng na đẹp họ được, và hướng về Đức Chúa Trời là Đức giải cứu, amen. Hướng về Đức Chúa Trời là Đức tạo hóa, hướng về Đức Chúa Trời là chủ tài thực sự và duy nhất, amen. Nếu chúng ta không là người mà hầu Đức Chúa Trời, người làm đẹp lòng Đức Chúa Trời đó, là chúng ta phải làm như vậy. Hoặc là bạn có thể làm để giữ được số lượng của Hội Thánh, đơn giản thôi, làm đẹp lòng dân sự đấy. Thì hội đó là của Hội Thánh thôi, hội đó không được biệt riêng ra thánh để làm việc của Chúa rồi, mặc dù vẫn có đông người. Những đông người đâu có phải là số lượng xác định, amen. Về được tính đông người thì chúng ta nhìn thấy các tà giáo vô thần đủ lớn đông không, hàng triệu người, nhiều nữa, tỷ người Hồi giáo. Thứ nhất đuổi quỷ nhá, thứ hai là chữa lành bệnh, amen. Chúa Giêsu đã chữa lành kẻ bệnh không chỉ vì sự thương cảm và tình yêu con người, mà còn để thể hiện sự vinh hiển của Cha, năng lực Đức Trời. Mỗi ai đến với Chúa Giêsu để chữa bệnh đều nhận được sự chữa lành, vì bệnh tật là công việc của ma quỷ mà Chúa Giêsu đã hủy phá và tiếp tục hủy phá công việc của nó qua hành động của các tín đồ. 1 Giăng 3:8 có nói: và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc ma quỷ, amen. Amen. Vì thế mà chúng ta cầu nguyện chữa bệnh cho mọi người đó. Dù trong lúc mà những lúc chúng ta học, Đức Chúa Trời vẫn hành động sự chữa lành, amen. Amen. Đức Chúa Trời thể hiện đó, amen. Thì chữa lành, sự chữa lành, đuổi quỷ chữa lành, đó là thể Đức Trời đó. Thứ ba là ảnh hưởng đến thiên nhiên, hãy sử dụng uy quyền Đức Trời để ảnh hưởng lên thiên nhiên. Chúa Giêsu đã làm thay đổi luật thiên nhiên, gió và biển vâng lệnh Ngài. Mark 4:35-41. Nếu thiên tai cuồn cuộn hăm dọa bạn, bạn như đại diện Đức Trời có thể ra lệnh cho biển và trời, có thể cấm cả tuyết và mưa trong danh Chúa Giêsu. Trong Đức Trời chẳng có cản trở nào mà không vượt qua nổi. Amen. Vì thế mà con cái của Chúa Trời, khi chúng ta mà thấy bão mưa ngập lụt hạn hán, chúng ta có quyền. Alo. Chúa đang để chúng ta làm gì anh em có biết không? Để chúng ta thi hành đức tin đấy, thể hiện thẩm quyền trong Chúa Giêsu để thể Đức Trời ra, để vinh hiển Đức Ngài. Amen. Amen. Còn nếu mà cầu nguyện để mưa để gió mà lại cho vinh hiển của mình ấy, thì quên ngay đi nhé. Amen. Amen. Để vinh hiển của Đức Chúa Trời, vinh hiển của Chúa Trời, mình cầu nguyện để đó. Alo. Thế nhiều lúc chúng ta cầu nguyện chúng đi bát lên nước sản này, nhưng đang cầu nguyện lên thiên, ở đang đỗ mấy trăm người đang cầu nguyện thêm đấy, nhưng bắt đầu cơn dông bắt đầu gì ạ, bắt đầu bão đặc điểm là mây đen tới. Ô thế phải làm gì bây giờ? Đuổi cầu nguyện luôn, cầu nguyện cấm luôn, cấm được là mưa, cấm được mưa, cấm mưa ở trên cái bầu trời mà ở đầu mình. Và bên chuyện gì đang thế anh em biết không, xung quanh vẫn mưa nhưng chỗ đây lại tạnh tạnh, cho nên lúc nào sóng lại bắt tên hàng trăm người, sóng bắt đầu lên đến nhà, bắt đầu mưa cả hết tất cả luôn, mưa to luôn anh em ạ. Ở phía dưới trời đấy chúng ta làm như vậy đấy, ở Manhattan anh chị em, ở Manhattan ở nghe ngày xưa đấy, khi làm công việc trên mưa này, đồ trái mang ô dù chẳng ai làm gì cả, mà mưa này thì đứng ở đây hàng trăm người đang nhận bắt tên thế linh mà ô thế làm gì bây giờ đây chị đó, chúng tôi các sư đứng luôn cầu luôn trong tay không cấm luôn mưa lui, các thiên sứ dựng quân xung quanh lại cái điểm này, cung xung quanh lại cái khoảng trời này và cấm không cho mưa xuống đây cho khi chúng tôi thi hành xong để bắt tên. Đây là điều quý giá
cho Thánh Chúa. Và những người mà họ đã báp têm Thánh Linh ấy, họ đã báp têm nước đấy, họ chuyện xảy ra, họ cảm thấy tin họ đó là rung chuyển, anh em, đức tin của họ bắt đầu chắc chắn hơn trong Chúa nữa. Sao là không mưa đúng không? Không mưa. Mưa ở xung quanh mưa, các thứ đen kịt ở đây, mưa bắt đầu ở chỗ này, mưa ở chỗ Hoàng Bình cũng mưa. Thế vừa mới xong thời gian thôi, tất nhiên là làm rất nhanh, làm bát tên nước bù xong đấy luôn. Nhưng bát tên nước xong ấy, thì bắt đầu mưa cả xuống đấy luôn, mưa hoàng hết xuống đấy luôn, bắt đầu mọi người bắt đầu bị ướt. Nhưng mà cái khoảng mà bát tên nước ấy, đã xong rồi, còn mọi người chậm chạp vào trong khu nhà này, thì đấy là chuyện của họ. Anh hưởng thiên nhiên. Như là ngày xưa tôi cũng kể với anh em ấy, khi tôi về Việt Nam ấy, anh ạ, năm 2005 ấy, mà khi mọi người bảo là không có mưa, lâu lắm không có mưa, cầu nguyện luôn, và cơn mưa kinh khủng luôn. Mà cơn mưa này mình cứ cầu nguyện thì anh biết không, cơn mưa này phải quét sạch tất cả sự bẩn thỉu ở trên Ba Đình, trên quảng trường Ba Đình, quét sạch tất cả sự ô uế, các uế khí lồng nặng ở nơi đó, để mình cầu nguyện điều đó, để quyết Chúa Giêsu rửa sạch, báo quyết Chúa Giêsu vào nơi đó, rửa sạch thành hoa lộ, để rửa sạch thủ đô, trái tim Việt Nam, rửa sạch. Và trận mưa chút nước không khủng luôn, đi một cái xe mà ngập nước vào trong ô tô luôn, hiểu? Trong xe ô tô mà dưới chân lõm bõm nước, lái xe mà ấn chân ga trên côn mà đầy nước, dày đầy nước luôn. Mà xe chết máy chưa? Thế, đúng thế, các xe jeep đấy, Toyota, Land Cruiser gì gì đấy, chết máy hết cả vườn. Đủ xe ô tô đi là sao ngập đến tận yên luôn đấy. Thế mà xe đấy nó cứ đi, chúng ta cầu nguyện phía trong ấy, cùng với một người chị em nữa trong đấy cầu nguyện trong danh dung cấm cái nước không được vào trong phòng máy, và bảo cậu kia là vẫn dí chân ga đều, tức là không nhả xuống thì nước nó vào, nhưng bảo dí chân ga đều và cầu nguyện trong danh dung không được. Như vậy là chúng ta quay cả một chút phim mà nước nó bọng nước ở trên, ở trong khoang ô tô luôn đấy. Thế mà xe không chết máy, cứ thế đi ra ngoài, ra khỏi cái vùng trũng đó, rồi ra khỏi đấy thì đi về phía quảng trường Ba Đình cao hơn rồi, bắt đầu không bị nước như vẫn ở trong xe, nước ở trong này, nhưng mà động cơ khác. Và đến khi sáng ra, cái cậu kia bắt đầu các cậu kia kể là bạn bè, nước ngập hết, ô kia không tin, nó đang có chuyện đấy. Xe máy dễ thế mà còn chết máy lần lầm luôn. Là thì có chuyện ngập đấy. Hai cậu còn có thật mà. Nè, nhìn xe con đang rú ấy, ngập hết ở bên trong này. Để phải đi tát nước ra ở bên trong xe này. Và khi mà vào Sài Gòn nữa, cũng thế, người ta bảo lâu rồi không có mưa. Và khi tôi ngồi ở trong cái điểm trong em, hay là gọi gì, cái vườn, cái suối tiên ấy. Mình cầu, ở trong quán mình cầu nguyện. Còn nguyện sẽ hóa quỷ những cái gọi là âm khí trên nơi đó, tà đi mang quỷ nơi đó. Và thế thì mình chú nhắc là khi ta sẽ cho trận mưa trước khi con rời Việt Nam. Là buổi chiều, buổi sáng sau là thôi, trưa sau là rời Việt Nam rồi, để đi sang mưa rồi. Thì trời nắng, cầu nguyện để trời mưa ấy, mấy người xung quanh họ nghe, họ nhìn thấy không? Kiểu nghĩ là không bình thường. Họ nghĩ không bình thường, họ nghĩ nhỏ, mỗi người làm cái gì cầu nguyện để ra lệnh cho trời mưa, ra lệnh trời mưa. Mà hôm sau trời mưa luôn. Hôm sau lúc buổi sáng chúng tôi còn đang ngủ đấy, mình nghe thấy tiếng gọi là róc rách róc rách luôn, bây giờ mình ngủ mơ. Sau này đến lúc mà dậy thì chúng mưa to mầm luôn, mưa to. Vậy chúng ta có quyền năng, anh chị em ạ, tất cả những điều mà chúng ta để trong đó không phải là để thỏa mãn được cái lời nói hay cái nhu cầu hay là cái gì gọi là cái sĩ diện của mình, anh em. Bởi vì lúc đó chúng tôi cầu nguyện một cái tấm lòng là Chúa ơi, Ngài khẳng định do cái chuyện rằng con là cha của dân tộc. Chỉ có nước trời trong con, vậy thôi. Và Chúa làm ngay điều đó. Chúa làm ngay điều đó, tạ ơn Chúa. Để vinh hiển cho Ngài. Và biết rằng mọi sự là thuộc về Ngài hết. Vinh hiển thuộc hoàn toàn về Ngài. Amen. Amen. Vì thế mà, anh em chị em ạ, nếu chúng ta sống trong thành phố nào ấy, mà mưa, gió lụt lội đấy, chúng ta cấm được bão tố, cấm. Có thể nó xảy ra là bão tố vẫn ra, anh chị em ạ, như anh em cấm để đến hậu quả của nó đến trên con người. Amen. Mà nhiều lúc
Đức Chúa Trời cho phép bão tố xảy ra để cho cái lòng dân nó phải tan vỡ và ăn năn với Chúa. Anh chị em ạ. Nên nhiều lúc chúng ta không phải thích cấm là cấm đâu. Anh em phải xem là chúng ta nói đức tin là gì, là thực hiện điều Chúa đã trông mong. Amen. Vì Chúa đang ra cái lệnh này, Chúa muốn như thế. Vậy vì cầu ngược lại không được. Anh em ạ, không được. Mà phải xem ý muốn Chúa thế nào đó. Amen. Điểm tiếp theo này, đó là quyền năng trên sự chết. Giang đoạn 11, 18, 48. Chúa Giê-xu làm sống lại kẻ chết. Và điều này có khả thi đối với con cái của Chúa Trời. Chỉ cần tin Chúa và mọi sự là có thể đối với kẻ tin. Chúa Giê-xu đã chứng tỏ quyền năng của mình trên sự chết khi sống lại từ trong kẻ chết. Nếu bạn nghe được từ Đức Chúa Thánh Linh về ai đó, hãy đi làm sống lại từ đó, thì hãy khẩn trương mà làm. Tuy vậy, không có lệnh của Chúa thì đừng có vội cầu nguyện về sự sống lại, mà hãy nhớ là Thiên Chúa thực hiện phép lạ qua bạn. Amen. Chứ không thể thấy mọi người đang chuẩn bị đưa quan tài nghĩa địa, à tôi chạy ra, tôi ra lệnh quấy họ để cho vào nhà thương biên luôn. Hay họ không làm sáng lên Chúa mà đấy. Nhiều lúc là những con người là thì bằng cảm xúc này, bằng cảm tính chúng ta phải phân biệt điều này. Có lời Chúa, giọng nói của Chúa, ý muốn của Chúa. Amen. Các thiên sứ của Chúa đi theo con người. Amen. Chúng ta có con người. Thứ ba là ma quỷ và quỷ sứ của nó. Phải phân biệt điều này. Như là ở cái lễ cầu nguyện đợt rồi đấy, có một người anh em bị gì nhồi máu cơ tim đấy và bị chết và ở bệnh viện đấy đã xác định là bị gì 3 tiếng tim ngừng đập rồi. Điện tâm đồ phản băng rồi. Thế mà lúc đó sao? Một sư sang đây đấy, đó là chúng ta cầu nguyện. Chúng ta nghe tin mình rất đơn giản, bởi vì là chuyện quyền năng. Nếu mà có về với Chúa thì tạ ơn Chúa về để họ đỡ mày. Không có chuyện gì cả. Nhưng mà lúc đó chúng ta cho cái phần cầu nguyện cho sống lại. Vậy thôi. Thế là mấy nghìn anh em con Chúa đây cầu nguyện luôn. Sống lại, phản ra lệnh, sự chết, lui, sống đêm. Xong, tiếp tục học tiếp, làm tiếp. Như là thời mà Phaolô, có nhớ anh em Phaolô đang giảng Phi-rơ đang giảng trên lầu ca, người rơi bị phát xuống đấy. Sao ạ? Cầu nguyện lâm lên chỗ này thì giảng tiếp, chứ không phải tập trung vào chuyện kia nữa. Mà tập trung vào Chúa Trời. Amen. Còn hệ quả của việc tập trung Chúa Trời đến việc còn lại cũng tự lên. Amen. Hallelujah. Và điểm thứ 5 này, đó là sự tha tội. Phương cách chủ yếu khẳng định Đức Trời trên đất là sự tha tội của ăn năn của con người. Bạn được kêu gọi mang đến sự cứu rỗi cho mọi người đấy anh em ạ. Con người phạm tội sinh ra không phải từ Thiên Chúa mà là từ ma quỷ. Một đoạn răng 3:8 nói vậy. Về thế mà Chúa Giê-xu đã hiện ra để hủy phá công việc ma quỷ. Và điều đầu tiên từ ma quỷ đó là tội lỗi. Chính thế mà tại sao ấy, cái việc mà chúng ta thể Đức Trời trên đất ấy, là chúng ta hướng dẫn Chúa Giê-xu là cứu Chúa để sống mình. Amen. Amen. Khi chúng ta đến chỗ nào vậy, ở trên tàu, ở ngoài đường, ở công sở chỗ nào đó, chúng ta bày tỏ ra chúng ta chỉ cần cơ hội là có ngay và rất họ ăn năn tiếp nhận Chúa Giêsu. Amen. Gieo hạt giống này, lấy đức tin, lấy ăn năn vào trong lòng họ. Amen. Thì khẩn trương và chúng ta sẽ học qua những khóa mà dẫn ra đến. Amen. Để cho em trong 1 năm đấy có thể là hành động tích cực với có thể vài nghìn người, một người có thể mang được hàng nghìn người đến với Chúa. Bằng qua lời dẫn cá nhân. Đặc biệt nếu ở Việt Nam anh em còn làm nhiều hơn nữa rồi ra mắt vào thành người Việt Nam. Ở bên này anh em có thể bị hạn chế hơn, vì sao? Toàn người Tây thôi. Ở Việt Nam mà migration thì họ lại có cái đặc điểm khác nữa. Nên là cách có những cách khác nhau, anh hiểu, nhưng mà bản chất vẫn giống nhau. Thế chúng ta sẽ học cả cái chúng ta phải hiểu sâu bản chất đã. Sau đó là có nhiều mô hình của cách khác nhau. Đó là những cái bước chủ yếu chính thôi anh em ạ. Để thể Đức Trời đi trong bạn và ra thế nào. Amen. Amen. Và hiển nhiên đấy, thể hiện Đức Trời ra thế nào đấy, đó là ở tất cả những nơi bạn đang ở. Amen. Amen. Ở gia đình của bạn, ở hàng xóm của bạn, ở công sở của bạn, ở nơi bạn đang làm việc. Amen. Ở cộng đồng của bạn, quốc gia, thành phố bạn đang ở, ở trong lĩnh vực mà bạn đang truy cập vào được nó, lĩnh vực về chính trị, về kinh tế, về khoa học, về giáo dục, về truyền thông, về thể thao, cái lĩnh vực nào có con người thì bạn có nhiệm vụ là phải mang Nước Trời trong đó. Amen.
Nếu bạn chưa đủ sức ngay lập tức hãy nhờ. Đúng, tại vì làm điều gì cũng có thời thế và luật lệ mà, thì bạn phải trau dồi luật lệ của Chúa Trời, amen, để được vững mạnh cho mình và thể hiện ra đến cái kỳ đó là amen. Ô, cảm tạ Chúa. Chúa ơi, trong tay Chúa Jesus Christ, cảm tạ Bà Lạc Sát, cảm tạ Chúa bài học này về sự khẳng định nước của Chúa Trời. Amen. Ô, khẳng định nước của Ngài trong đời sống chúng con. Amen. Khẳng định nước của Chúa Trời qua đời sống chúng con trong thời gian này, trong tay Chúa Jesus Christ. Thầy Linh Chúa yêu dấu ơi, cho con là trông tại của Ngài. Bởi chúng con được xưng lại bởi Ngài, Chúa ạ. Ngài là giáo sư, là luật sư của chúng con. Ngài sẽ bày tỏ, giải thích cho chúng con những điều sâu nhiệm, huyền bí nhất từ trong lòng Tràng Thiên Thượng, Chúa ạ. Ô ra sát ca đa ba và Ngài. Ô ra sát thêm sức cho chúng con trong ân điển toàn năng của Ngài. Để chúng con làm theo ý muốn của Ngài, Chúa ạ. Để nước trời được thể hiện, khẳng định một cách rộng rãi, một cách chắc chắn trong đời sống của mỗi anh em chúng con. Hallelujah. Và qua đời sống chúng con đến trong thế gian đổ lỗi cho chúng con đang sống ở đây nữa. Ô, để chúng con thực sự là muôn của đất, là ánh sáng thế gian. Shakadabara sakadababuru osakadababa. Ô, ra sakadabara sakadabaduru osakadabababuru oso. Ô, anh chị em đứng lên và chúng ta cùng thực hành cầu nguyện. Ô, anh em có thể cảm thấy chúng mình đang cầu nguyện với vui, cầu nguyện chữa lành. Ô, ra sakadabara sakadabaduru oso cho ai đó. Ô, ra sakadabara sakadabaduru oso sakadababuru oso. Ô, trong danh Chúa Jesus Christ, sakadababaduru oso sakadabaduru oso. Hãy dùng tiếng mới mà nói. Trong danh Chúa Jesus, hallelujah. Oh, that's like a double, that's like a double.
vinh hiển ngợi khen Chúa, cứ tiếp tục dạy dỗ chúng con và thực hành chúng con. Ôi trong đường tin hành quyền năng Chúa ra trong đời sống con và qua đời sống con cha. Ôi vinh hiển ngợi thuộc về Ngài. Amen. Chúa, chúng con, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cha, chúng con Đức Thánh Linh. Amen.